Chào. Chào. Nổ luôn. Chịu. Chịu. Ra tiền. Nổ luôn. Mất tiền về mua thịt. Mất tiền về mua thịt. Mất tiền mua thịt ra đấy mà. Mất tiền về mua thịt. Tao như đỏ em dương dương. Lột hết quần áo trả mày vẫn chưa được. Sao không? Mất tiền về mua thịt. Giả trong đi. Mất tiền về mua thịt. Đang rẻ. Quý vị đến với chợ cây cảnh Vạn Phúc ở Đông. Hôm nay không có nhiều cây mà vui. Vui. Ra xem Nghệ Hiếu nào. Cảnh thấy khách đường bên cạnh nhưng mà tâm vẫn tĩnh lắm. À, vâng. Có biết khách bên cạnh rồi là phải vặt rất dẻo. Công nhận gọi là nghề này mình không học được. Biết là khách đang rất thèm mình vẫn phải rực rưng. Chuyên gia săn ruồi đang lượt cượn đấy. Ăn con xanh rồi nhưng mà chắc là để ý con ruồi thôi. Thế cơ. Tách đông thế mà chưa bán. Bán rẻ thì là trôi ngay. Mua có ai mua đâu mà bán rẻ. Nghe thằng đứng đây để cho khách còn xem. Trời ơi, hôm nay nhiều ruồi đẹp thế nhỉ. Đúng người sưu tầm ruồi ở trước mặt đây rồi. Cái này bao tiền anh Duy Hiếu? Cái này làm 18 triệu. 18 triệu à? Cái này chắc là êm hơn. Cái này làm cái 7 triệu. 7 triệu, ui dồi ôi. Chết chết, chị nghe thấy giá nềm êm rồi. Cơm thì sao, cơm? Cơm nguội anh ơi. Hai chục. À. Thế nhìn có vẻ là hôm nay là 20 quay đầu hết. Ừ. Kìa, đẹp đấy. Đồng ăn sáng. Hay quá, ăn sáng to thế. Sơn liêu. Sơn liêu. À đấy. Bị mất hay là bị ấy? Chắc cất mẹ rồi, chở đi đỡ vỡ. Liêu. Nghệ nhân nó phiêu lắm. Hay là mình mà cũng biết vật lá chứ mà chả ông nào cho mình cái bằng nghệ nhân đó. Vật lá cũng phiêu rồi chứ. Để hội in gấp cái bằng nghệ nhân. Đợt này thế anh em lên nghệ nhân hết rồi mà. Ở Việt Nam mình cứ có vườn là nghệ nhân hết mà. Có cây là nghệ nhân hết mà. Có, em phong phong được. Có cả dấu đàng hoàng. Có dấu đỏ của chủ tịch hội đàng hoàng. Chứ không phải là tự phong đâu. Mình số lượng tác phẩm qua tay mình phải hàng triệu cây rồi mà không nghệ nhân thì là cái gì? Đúng không? Cũng có thể còn làm ra nhiều. Xuất khẩu ấy chứ mẹ. Không, xuất khẩu. Mà là xuất khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác. Xuất khẩu trong nước. Đấy. Đấy. Biết đâu những cái cây mà bây giờ anh em nó đang chinh chiến là ngày xưa là dấu ấn của mình. Yeah.
không những tác phẩm của mình là cũng nhiều lắm đấy, mà có nó bây giờ nó chả ai nó nhớ tên mình chết. Con không còn để làm đổ hết. Ừ. Mẹ, nó bảo là cây của nó làm từ ngày bé đấy. Chết. Đẹp quá, dưới đẹp. Cái dưới với cái cơm nguội xúc động đấy. Cơm nguội. Một rừng cơm nguội này. Xì. Giờ đây. Hôm nay đủ số rồi, không bán thêm nữa. Không bán thêm nữa. Trường Vi. Đi làm. 2.500.000 xong nữa, bớt cái gì nữa, bớt cái bớt tí đất nữa, bớt tí đất, bớt tí đất, bớt xem có cắt sơ bớt được cái gì thì bớt. Đó quý vị ơi, 2.500.000 không chậu rồi, ông tỷ này yếu rồi, để yếu rồi, bất cao à, cao nổ luôn, chịu chịu ra tiền nổ luôn, mất tiền về mua thịt, lột hết quần áo trả mày vẫn chưa được. Khả năng là khả năng ông tỷ chuẩn bị lên đến đồng rưỡi đấy. Đấy. Thích thế nào? Anh đi xe đi vào cái cây đấy. Ở vườn này bán tốt ghê nhỉ. Lại chờ chợ chưa? Này, khó vết thăm dò nhau, khó vết thì sang thắng tí nào. Vết à, đây có cái cốt cũng nhom cũng xinh xinh đấy chứ nhỉ. Yeah. Không biết có phải hàng của Thắng không? Đợt này Thắng hàng ngõ sạch sẽ gớm này. Anh à? À, em lâu bác. Lắm ấy, thấy đi chợ nhỉ? Vâng, em ở nhà thì... Đâu, cây của bác để đâu? Dạ, thế này. À, hay quá. Nhìn mặt sau thì hơi khác tí. Được, sạch sẽ. Chắc không biết của ai. Của ấy à, Thắng à, hay của ai? Đẹp không em? À, của Nghệ Việt. Thằng nào nhìn, mà... mình bảo Thắng mà lại có cây này thì hơi... Thắng ơ, này, từ hôm kia Cương lấy rồi. Hoàn lại đó. Lại hoàn lại à? Chắc kéo ăn được lại, đấy, nhả ra. Nhả ra lấy ông Cương ra thì có cái... Phật sơn. Vâng, chuyển vế đổi dấu. Cái này anh Việt bán bao tiền đấy? 15 triệu. Còn cái này? Có cái cũ 16 triệu. 16 triệu, hay quá nhỉ? Đẹp hơn mà. Cái xi thì sao? Cháu xi 18 triệu. 18 à? 18 triệu. Đó, chưa cây nào có 20. Ông giấy thế nào? Ưng chưa? Vâng, bán cho thiếu một cây, thiếu lại bán mất rồi. À, biết rồi, vừa nãy thấy
cây nhỏ nhỏ kia gì? Không, nó bây chẳng có rồi. Cái đẹp đấy. Thế có phải lộc không? Hay quá. Xì nào. Tay chuột. Cũng được 2-3 cuốn rồi bác. Đấy, xì. Cũng vào giá đây rồi. Sang đến hàng của Thắng nào. Đây, em này linh đênh lắm nhỉ. Linh đênh lắm. Con này mà muốn ngon thì cả phần này này phải đắp được xuống phía dưới này. Đấy, thì nó mới khá được. Nó mới khá được. Miếng này phải xử lý đi. Rồi lại lên cái dáng thì đẹp lắm rồi. Lại lên đến cái phần tay này. Hôm trước mình cũng rất là quan tâm cái này nhưng mà thực sự là nó quá nhiều cái thứ để phải rời đi. Bác chạy đây xuống đây. Quá dài. Dáng thì rất đẹp rồi. Dáng thì khỏi phải bàn. Đây rồi. Khả năng cao là Thuận mất cây này. Khả năng cao là Thuận mất cây này. Anh chị băn khoăn lắm từ sáng giờ. Sao anh chốt chưa anh? Yếu lắm à? Đẹp quá. Em mà nhiều tiền không có cái này ở chợ đâu. Không ít khi nó họ mặt ra ngoài này. Đúng rồi. Quá đẹp. Diện xanh hôm nay nhá, phải chợ là chỉ có cái này là. Đó. Ít khi nó ra ngoài họ mặt nó đẹp, ít khi họ mặt ra đây đó. Đấy. Đấy. Hoặc là thò phát là mất ngay. Chưa kịp nhìn thấy. Ừ. Quan trọng là về tay ai thôi. Đúng rồi. Quan trọng là người ai là người sở hữu thôi. Toàn xúc động chưa? Ai là người sở hữu con này? Ừ. Đấy. 25 triệu. 52 triệu. Không biết giá, không biết nhưng mà 52 triệu. 22 triệu bán luôn thì nãy rồi. 52. Mà 22 đâu. Bán nay thì nay rồi. Bảo là 52 chứ ai bảo 25. 52 bản này từ nay rồi cần chị trả được bao nhiêu rồi không biết. Xem giá là bảo anh để anh lấy nha. Đấy. Gồm mình xem nào. Bảo mình lấy chứ đệ. Bảo chị lấy thì cứ bảo anh. Người bán đang đọc giá rồi còn người mua được biết bao nhiêu. Ông nhanh mất tí nữa lại quay tiếp. Đấy vừa cái cây xanh Nam Điền của mình mua thì ông mua ra là các bề mẹ mất. Tiếc. Trả được bao nhiêu rồi? Trả Thuận bao nhiêu rồi? Trả được 22 rồi. Mua rồi. Đấy, cái giống cây là thế. Và đẹp 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 không đi mua lại cứ loằng ngoằng vài cái cây linh tinh rồi lúc lại. Con này biết rèn đôi lắm. Đúng rồi. Phải cho nó những cái này nó mập mạp lên. Không chơi nữa. Không cần chơi nữa, phải 2 năm nữa. Vậy bộ tay này nó phải mập lên, phải to lên, gầy quá. Bây giờ cái này nếu mà người không biết làm rồi nó giúp. Nó lên đá này nó ra gầy. Không biết làm cứ phơi cho mà chơi á là nó giúp. Những người biết làm thì đúng 2 năm nữa con này. Thế lại có chuyện là nhà này là đội lên đây thì à thì làm sao mà con nào viên đá nào nó vừa khít được, phải thêm thắt vào đi. Còn thì nó phải nửa tiền.